bà mẹ chở con nhỏ bị giật túi sách giữa khuya. Một vụ cướp giật túi sách xảy ra vào khuya ngày 15 tháng 4 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo đoạn clip ghi lại lúc 11 giờ 40 phút đêm, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy chở theo con nhỏ trên đường vắng thì bất ngờ bị một kẻ cướp giật túi sách, dẫn đến việc té ngã. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ mất kiểm soát tay lái và ngã xuống đường. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đoạn clip được đăng tải nhiều ý kiến lên án hành động của kẻ cướp bởi nó gây nguy hiểm cho người mẹ và đứa trẻ khi cả hai đang di chuyển với tốc độ cao. Hậu quả của vụ việc là hai mẹ con bị chảy xước nhẹ trên cơ thể. Trong túi sách bị cướp có tiền và giấy tờ tùy thân. Sau sự việc, người phụ nữ đã đến cơ quan công an để trình báo về vụ cướp giật. Hai người nước ngoài bị cáo buộc lừa bán 1 kg vàng giả. Theo đoạn video ghi lại từ camera giám sát, hai người đàn ông ngoại quốc đã hẹn người mua vàng đến một tiệm bánh ngọt trên phố đào tấn hà nội để giao dịch một người đàn ông vào thực hiện giao dịch với khách hàng trong khi người còn lại đợi sẵn trên xe máy ở bên ngoài người này đã đưa ra hai chỉ vàng thật để tạo lòng tin cho người mua sau đó họ giao một kg vàng giả để lừa bán cho nạn nhân trong quá trình giao dịch người đàn ông yêu cầu người mua thanh toán trước trong khi chờ đợi nạn nhân kiểm định vàng kẻ này đánh lạc hướng và sau đó chạy thoát khỏi hiện trường trước đó thông qua mạng xã hội hai người đàn ông đã đăng thông tin bán khoảng 3 kg vàng cám với giá khoảng 35.000 đô la Mỹ. Trên thực tế, đây là vàng giả, được chế tác chủ yếu từ đồng và kẽm. Khi tìm được người mua, hai đối tượng sẽ sắp xếp địa điểm giao dịch với nạn nhân. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố và bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ việc. Khách hàng bị oan với hành động của chủ quán Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra vào ngày 17 tháng 4 tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang khi một chủ cửa hàng bán vịt quay vô tình gây ra sự cố với khách hàng và chiếc xe tay ga của anh ta theo đoạn clip ghi lại vụ việc một thanh niên đến mua vịt bằng xe tay ga trong lúc chờ đợi chủ cửa hàng đến trò chuyện với khách hàng và bất cẩn vặn ga xe máy điều này khiến chiếc xe khởi động và lao thẳng vào lò quay vịt may mắn thay khách hàng chỉ bị chảy xước nhẹ tuy nhiên phanh trước của chiếc xe máy đã bị hỏng sau sự cố chủ quán đã chấp nhận đền bù thiệt hại cho khách hàng